Chiều ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ phó vụ trưởng vụ 15, vụ tổ chức cán bộ. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, phó viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố quyết định số 51 ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Bùi Việt Cường, Phó tránh văn phòng Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ chức vụ Phó vụ trưởng vụ 15 kiêm Phó tránh văn phòng Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Chào quyết định và chúc mừng đồng chí Bùi Việt Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó vụ trưởng vụ 15 đồng chí phó viện trưởng thường trực viện kiểm sát nhân dân tối cao nguyễn huy tiến khẳng định đồng chí bùi việt cường là cán bộ có năng lực dày dạn kinh nghiệm trong những năm qua trên cương vị là phó tránh văn phòng ban cán sự đảng đồng chí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao việc bổ nhiệm đồng chí bùi việt cường đảm nhiệm chức vụ phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ đã thể hiện sự tin tưởng tín nhiệm của ban cán sự đảng lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với sự đóng góp cố gắng của cá nhân đồng chí trong thời gian qua Đồng thời thể hiện sự quan tâm của ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác xây dựng ngành nói chung, củng cố kiện toàn tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của đơn vị nói riêng. Đồng chí phó viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Bùi Việt Cường sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trình độ chuyên môn, phát huy năng lực của mình, gương mẫu trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của ban cán sự đảng lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao